phòng cứ lo anh bị làm sao. Chiều nay định đại diện công đoàn đến thăm, nhưng anh chị em trong phòng cũng muốn đi. Vâng, vâng. Cảm ơn anh chị em. Mời các anh chị vào nhà. Tự nhiên sếp mất hút là bọn em phải chịu trận với giám đốc. Chiều nay mà không thấy anh là bọn em phải cắt cử người chờ cho bằng được đấy ạ. Xin lỗi, nhà tôi đang vào lúc này không tiện. Cảm ơn mọi người, mọi người thông cảm cho tôi. Thôi vậy, nhờ anh thắp hương cho cô ấy. Thế khi nào anh đi làm được? Giám đốc đang rất cần gặp anh ấy. Vâng ạ. Đúng đấy. Cảm ơn mọi người, mai tôi sẽ đi làm. Thôi, chúng tôi về nhé. Chào anh ạ. Em về nhé. Sao bác biết tôi ở đây? Mời bác vào. Thôi, có lẽ ta ra quán cà phê cho tiện. Tôi đến đây là để vào thăm nhà. Tôi đến để dạy cho cậu tập bơi. Hình như hôm qua cậu nói là không biết bơi. Tôi có hoàn cảnh riêng. Tôi cũng có hoàn cảnh riêng. Đối với tôi bây giờ ấy, chả có gì là quan trọng cả. Cho dù trời có sập, trái đất có nổ tung đi nữa, thì tôi vẫn bình thản chứng kiến. Tôi bị ung thư đã mổ 3 lần rồi. Bây giờ tôi quyết định không mổ và cũng không thuốc men gì nữa. Tôi cũng đã từng hoảng loạn, chán đời, muốn tìm đến cái chết. Nhưng bệnh của bác vẫn còn cơ hội chữa được. Tôi đã nghe mãi những lời động viên như vậy. Cứ nuôi hy vọng, để rồi thất vọng tột đỉnh. Khi nhận ra cơ thể của mình đã mục ruỗng vì ngâm lâu ngày trong dung dịch của các loại Tây và Đông y. Nhưng bác vẫn nên nuôi hy vọng, vì nền y học ngày càng phát triển. Mấy người bạn tôi đều đã chết trong vòng 1 năm. Sau khi đã hoàn thành đúng số lượng, đúng chất lượng các phương án hóa liệu, nên tôi đã vứt bỏ hơn một nửa số thuốc hóa liệu còn lại. Không phải là tôi sợ chết, mà ngược lại, tôi đã chấp nhận nó. Biết rằng ngày ấy sẽ đến, vậy nên thời gian này tôi không ngủ nhiều. Tôi muốn thức, thức càng nhiều càng tốt, để bình thản nhìn nhận cuộc đời và cảm thấy bao dung với cuộc đời hơn. Tại sao lại không muốn sống nữa? Bệnh của cậu cũng hết phương cứu chữa. Không phải là hết, mà là không có thuốc chữa. Không có hay là chưa có? Cả thế giới chưa có. Thế nào Hoan, cậu khỏe hẳn chưa? Mình rất thông cảm với cậu. Cú sốc nặng nề quá. Nhưng thôi, lấy lại được thăng bằng rồi, cố gắng bắt tay vào việc đi, cho nguôi ngoai dần nhỉ. Nhân viên nghỉ đã đành, nhưng vị trí then chốt như cậu, chỉ vắng vài buổi là cả dây chuyền sọc sạch ngay. Vừa rồi có rất nhiều cơ sở sản xuất thuốc và công ty bị đình chỉ, không cho lưu hành một số thuốc, do thuốc đông dược có chứa tân dược hay thuốc không đạt tiêu chuẩn về độ nhiễm khuẩn và định tính hoàng liên. Bộ đã có quyết định thanh tra. Mời vào. Sắp tới sẽ thanh tra các cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền và thuốc chế biến từ dược liệu. Từ ngày mai, Thanh làm trợ lý cùng với Hoan kiểm tra kỹ lại chất lượng của dây chuyền sản xuất thuốc. Sau đó, hai người lên danh mục các loại thuốc của công ty để chuẩn bị giới thiệu lên mạng thông tin Y Dược Việt Nam. Vì công việc gấp, nên công đoàn cần quan tâm đến Hoan hơn.
tạo điều kiện để cậu ấy có thể làm ngoài giờ ở công ty. Dạ, vâng ạ. À, cháu bé thế nào rồi hả anh Hoan? Cháu nó hơi yếu nên bệnh viện giữ lại để chăm sóc thêm. Không sao đâu, tôi tự thu xếp được. Bệnh viện nào? Con bé tên là gì hả anh? Bạn bè em làm ở các bệnh viện nhiều lắm. Đấy, hôm qua đến chơi mà công đoàn quên không mua quà cho cháu. Con bé chắc là xinh lắm nhỉ. Hôm nay tôi mới bắt đầu đi làm đấy. Nghỉ lâu thế, cơ quan không nói gì hả? Sếp và các anh em cũng thông cảm cho hoàn cảnh. Cơ quan chưa biết bệnh của cậu chứ? Dạ chưa, cảm ơn chị. Không phải cảm ơn tôi. Lẽ ra chúng tôi phải giữ kín cho người bệnh. Trường hợp bà chị vợ cậu cứ xồn xồn lên đòi kiện bệnh viện. Hơn nữa, cô ta là chị gái của Lệ, chúng tôi bắt buộc phải thông báo. Cũng không sao chị ạ. Về nhà cô ta làm lên, rồi hai mẹ con bỏ về quê ngay ngày hôm đấy. Thế họ hàng có ai đến giúp không? Không, một mình thôi ạ. Mai mốt cháu bé ra viện thì thế nào? Em cũng chưa tính. À, kết quả xét nghiệm của cháu có rồi phải không? Bệnh của cháu có giảm không hả chị? Chị Nga. Đây là kết quả xét nghiệm của bé Hạnh. Thuốc AZT và Nivirapin của bên em đã hết. Bệnh viện bảo đang làm công văn để Ủy ban phòng chống HIV cấp thêm, nhưng nói chung số lượng có hạn. Chị nói giúp em nhé, chiều nay em phải đi có việc. Chào nhé. Con bé đang ở giai đoạn 1 nhiễm HIV cấp, nhìn chung vẫn khỏe mạnh, hầu như không có biểu hiện gì. Hoan này, hiện nay lượng thuốc điều trị mà bệnh viện được cấp phát đã hết, mà lại ngày càng nhiều trẻ sơ sinh bị nhiễm HIV. Bệnh viện không thể giữ hết lại chăm sóc. Tôi sẽ dồn hết số tiền còn lại để mua thuốc cho cháu, kể cả bán nhà. Cậu ở bên dược thì cũng biết đấy, những thứ thuốc hiện nay chỉ có tác dụng làm chậm sự phát triển của HIV, nhưng chưa hữu hiệu và có phản ứng phụ. Cho dù cậu đổ tiền của rất tốn kém thì cậu mới chỉ dừng lại ở mức kéo dài thêm những ngày cuối cùng thôi. Nhỡ ra cả gia tài của cậu chỉ đủ chi phí trong một năm, mà cháu bé lại 3 năm mới đến giai đoạn cuối thì sao? Thuốc rất đắt, hiện nay phải nhờ Tổ chức Y tế Thế giới can thiệp đấy. Trước mắt, bệnh viện muốn các gia đình nhận con em về chăm sóc theo chỉ dẫn để giảm tải cho bệnh viện. Hoan này, cậu cố gắng khắc phục hoàn cảnh, thông cảm cho bệnh viện nhé. Thế bao giờ tôi được đón cháu về? Nếu có thể ngay ngày mai. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Nhớ báo trước cho tôi sẽ cùng đưa cháu về nhà. Mấy anh chị thực đơn đấy ạ. Buổi trưa em đừng uống nước cam, vì lượng vitamin sẽ hấp thụ được rất ít so với buổi sáng. Hơn nữa, ở những nơi công cộng như thế này, uống nước tinh lọc là vô trùng nhất đấy em ạ. Em gọi đồ ăn đi. Cho một cơm chiên dương châu. Ấy đừng. Không, nó chính là cơm rang, có quá nhiều mỡ, mà lại là mỡ đun đi đun lại, rất dễ gây ung thư. Vậy thì tùy anh, cho em ăn gì cũng được. Cho một cơm trắng nóng, một thịt nạc kho tiêu cũng nóng, và một canh rau ngót vừa sôi xong. Dạ. Y hệt thực đơn của gái đẻ. Chính thế mới là cao cấp. Em có biết, đấy là những món ăn rất sạch và cung cấp năng lượng tốt nhất, lại không hề có mỡ. Phải phòng bệnh từ xa em ạ, cho chúng mình và cho cả thế hệ tương lai nữa. Thế hệ tương lai nào? À thế, anh đang nói về thế hệ tương lai mà. Tuần sau anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh nhé. Sao nhanh thế? Sao nhanh thế? Thời đại virus mà anh. Em ăn đi, thức ăn nóng sẽ làm cho lượng calo hấp thụ vào cơ thể tăng thêm. Ăn xong mình sẽ đi uống cà phê cho tỉnh táo, sảng khoái. Cảm ơn anh. Em sợ cà phê có hại cho thần kinh, da sạm và huyết áp tăng đấy. Tốt, như vậy là chúng ta đã hiểu nhau. Đồng tây y kết hợp. Trước khi ăn, em nên uống một cốc nước lọc để rửa trôi những axit trong thành dạ dày. Như thế, thức ăn sẽ được hấp thụ tốt nhất. Thôi thôi, đủ rồi, cảm ơn.
em đã hấp thụ đủ về khoa học ăn uống của anh rồi. Em phải đi đây. Ok, này, ăn đã chứ, anh gọi bao nhiêu thế này? Em nghe no rồi. Sao lâu nay không thấy cô ra ăn? Bà cho cháu nhiều đậu, ít bún, ít mắm tôm, nhiều mỡ. Cho nghỉ. Bà cho tí mắm tôm bà. Vâng. Kìa sếp, khéo hỏng đấy. Tôi đang định đón cháu về nhà. Bao giờ ạ? Mai kia gì đó. Thế ạ? Cũng chẳng biết đã đủ chưa nữa. Thành cũng đi sắm đồ cho em bé à? Sao sếp quan liêu thế? Người yêu thì chưa có, em bé em biết cái gì. Sao thấy bảo có tây y tây yếc gì đó cơ mà. Nếu cứ có tên nào đến tán mà bị coi là người yêu thì em có cả tá rồi. Trong khi đó, đàn ông để ý 4-5 cô một lúc thì chả làm sao. Châm gửi cái này cho em bé. Thôi chết, sao nhiều thế. Hay là nhờ Thanh xem còn thiếu thứ gì chọn hộ tôi luôn. Vâng ạ. Chú có ăn kiêng gì không? Dạ không ạ, bác cứ cho cháu đầy đủ ạ. Trông ngon nhỉ. Lần đầu tiên đấy. Sếp cứ ăn thử đi, ngon lắm. Về nhà khỏi phải nấu cơm. Cả tháng nay tôi có nấu nướng gì đâu. À đây rồi, tôi chờ mãi. Chào bác. Thanh vào nhà uống nước đã. Thôi để khi nào đón cháu bé đã. Chào sếp, chào bác ạ. Vâng. Mời bác vào. À, thế cô biết bệnh của cậu không? Cô ấy làm cùng công ty mà cả công ty không ai biết. Sắp đón cháu bé về à? Vất vả đấy. Bệnh viện không đủ thuốc miễn phí. Hơn nữa cô một mình tôi quanh quẩn ở nhà, có cháu về cũng đỡ buồn. Tôi định dồn hết tiền, kể cả bán nhà để mua thuốc cho cháu. Bán nhà? HIV có khác gì ung thư không? Mấy ông bạn ung thư cùng phòng tôi đều chết sau khi đã trắng tay, làm cho người nhà nếm trải cảm giác mất cả người lẫn của. Thậm chí còn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Thế nên tôi mới quyết định không đánh đu theo hóa liệu với phóng liệu nửa năm nay. Nhưng bệnh ung thư nhiều người vẫn chữa được. Có thể đấy là vài trường hợp được phát hiện sớm. Còn đối với tôi thì không còn niềm tin sống sót sau khi đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Sao bác vẫn bình thản được như vậy? Nếu không nói, tôi cũng không biết bệnh của bác tuyệt vọng đến mức ấy. Những cơn đau báo hiệu rằng tôi chỉ sống được một thời gian ngắn nữa. Đúng là tôi đã từng sợ chết và tuyệt vọng. Nhưng khi buộc phải đối mặt với nó, tôi hiểu rằng chết là điều không thể tránh khỏi. Sợ cũng vô ích. Những ngày cận kề với cái chết như bây giờ, tôi bỗng nhiên hiểu ra cái mà con người sợ không phải bản thân cái chết, mà là những đớn đau bệnh tật luôn đi kèm với nó. Con người đau khổ vì phải giã từ với thế giới phồn hoa của nhân gian, đau khổ vì sống chưa đủ, chưa tốt, chưa thoải mái, và vì còn nhiều điều ân hận với người ở lại. Khi không thể tránh được, tôi chấp nhận điều xấu nhất xảy ra, không tiếc nuối, không oán trách.
Tôi đã cố trong mọi việc, đối với người thân, với bạn bè và đối với xã hội. Và khi tôi cảm thấy mình sống đủ rồi, sống tốt rồi, sống thoải mái rồi, với tôi lúc này quả thật chết không đáng gì cả. Cảm ơn bác. Tôi phải cảm ơn cậu. Vì một người bệnh như tôi, khi mọi việc trên đời không còn là quan trọng, thì vô tình gặp cậu định tự tử. Và tôi cảm thấy là có nghĩa vụ nói hết lại với cậu trước khi ra đi. Việc này giúp tôi thanh thản, cho nên tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nào, uống nước đi, nguội hết rồi. Vâng ạ. Ôi tôi chết, muộn quá rồi. Hôm nay bác ở lại đây ăn cơm với tôi nhé. Thôi, cậu cứ vẽ. Dọn nhà đi, chuẩn bị mà đón con gái chứ. Đối chiếu với tiêu chuẩn cho phép. Nhưng sếp cũng phải kiểm tra cùng chứ mình em. Một người thì làm đến bao giờ mới xong? Trợ lý mà lại dám mặc cả. Tùy sếp. Nhưng nếu người ta kiểm tra không đạt chất lượng thì sếp phải chịu trách nhiệm chính đấy. Tôi sẽ hướng dẫn. Chiều nay tôi phải đi đón bé con. Giám đốc có hỏi bảo tôi chạy ra mua bao thuốc nhé. Cho em đi đón bé con cùng với nhá. Không được, ở đây đang gấp. Bố bé con đi nào. Cảm ơn chị ạ. Em đi chị nhá. Bố bé nào. Đi thôi, xe không đợi lâu đâu. Cảm ơn bác ạ. Bác về ạ. Về nhá. Thank you.
ngủ có ngon không sếp? Có. Nhưng hình như sếp ngủ chưa kỹ. Chắc lại ngồi ngắm con bé ngủ suốt đêm phải không? Này sếp, sếp đã phải đeo kính lão để pha sữa chưa? Thanh này, hay là Thanh ở lại làm việc một mình, nhưng đừng về sớm như hôm qua nhé. Tôi chạy sang phòng nghiên cứu phát triển có việc một lát nhé. Ơ này, thế sáng nay ai trông con bé? Có rồi, có người rồi. Quang à, kể anh Ngoan, mời anh ngồi. Cho mình mượn một số tài liệu về bệnh do virus gây ra. Ôi, thế thì nhiều lắm. Anh cứ nghiên cứu trong cuốn dược điển này là có tất. Không, mình muốn nghiên cứu một số bệnh do virus hủy hoại sự miễn dịch của cơ thể. Thế à, cứ nói quách là HIV cho xong. Sẽ bỏ anh nghiên cứu à? Vẽ việc ra làm gì cho mệt. Thế giới đã tìm ra thuốc đâu mà cứ thổi phồng lên thế. Một năm chết vì sida nhằm nhò gì so với tai nạn giao thông ở Việt Nam. Cố gắng làm nhanh nhé. Dạ vâng ạ. Cậu Hoan đâu? Hình như bên phòng nghiên cứu phát triển ạ. Nghiên cứu à? Bây giờ còn nghiên cứu cái gì nữa? Dạ cháu không biết ạ. Chào anh ạ. Hoan. Dạ. Tiến độ công việc đến đâu rồi? Dạ em vẫn đang làm. Sao lại nghiên cứu cái này bây giờ? Đấy, lúc nãy em đã bảo rồi, nghiên cứu loại này mất công lắm. Thà rằng công ty mình cứ nghiên cứu sản xuất cái loại kiểu như Viagra bằng Đông Nam Dược thì bán lại chạy, thị trường lớn lắm. Em thấy hiện nay các điều kiện kinh tế xã hội bất lợi đã làm tăng một số bệnh, mà mắt xích quan trọng là sự hủy hoại miễn dịch của cơ thể. Tinh thần nghiên cứu như vậy là tốt, nhưng đây không phải là công việc của cậu bây giờ. Nhưng cô Thanh có thể làm tốt. Cậu đùa đấy à? Tôi giao cho cậu vì uy tín và trách nhiệm của cậu. Tôi không muốn gặp rắc rối với phái đoàn kiểm tra của bộ. Thôi không nói nhiều nữa, cậu trở về với nhiệm vụ của mình đi. Cho em được thôi công việc quản lý, em muốn quay về làm nghiên cứu điều chế thuốc. Nghĩa là thôi chức trưởng phòng. Tôi còn đang muốn đề bạt cậu lên nữa đấy. Em cảm ơn, nhưng để cho em được giữ nguyên nguyện vọng. Thôi được, cậu đang chưa ổn định vì hoàn cảnh gia đình, tôi chấp nhận để cậu nghiên cứu. Tôi sẽ để cậu Tuấn hỗ trợ cho cô Thanh, nhưng cậu phải kiểm tra kết quả cuối cùng và vẫn ở vị trí trưởng phòng vì cậu có uy tín với anh em. Dạ vâng. Cô bảo Tuấn lên gặp tôi. Vâng ạ. Ngon, ông cho ăn nhá. Đây. Thôi, bác nghỉ đi, tôi tự cho ăn được. Tôi làm được mà, người già thích chơi với trẻ con lắm. Bác đã ăn gì chưa? Tôi chưa. Lâu nay ăn ít nên cơ thể nó quen rồi. Chết, tôi đói quá, để tôi chạy ra mua cái gì về ăn. Thôi, có chút buổi trưa,
ở nhà chơi với con. Tôi tự ra ngoài ăn được mà. Ai lại thế? Với lại, chiều nay tôi được nghỉ. Tôi đã xin với giám đốc, từ giờ được chuyên tâm nghiên cứu. Tôi định điều chế thuốc kháng virus HIV. Tốt. Nhưng mà có qua sức không? Liệu bao lâu nữa mới điều chế được? Tôi cũng chưa biết chính xác. Nhưng như bác nói, tôi sẽ cố gắng hết sức vì con gái. Còn cuộc sống của tôi không đáng kể nữa. Như vậy là cậu đã vượt qua được cơn khủng hoảng tâm lý. Tôi đã phải mất khoảng thời gian gấp nhiều lần cậu mới tìm được trạng thái đó. May mà tôi gặp bác. Nhưng nếu cậu không đủ thời gian để tìm ra thuốc thì sao? Đủ. Sẽ phải đủ. Giá như tôi cũng biết về dược, tôi sẽ làm trợ lý cho cậu. Nhưng mà tôi có còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Điều quan trọng là bác đã vực tôi dậy, đẩy tôi chạy đua với thời gian và số phận. Tôi cảm ơn cậu. Tình cảm chân thành và tôn trọng của cậu là liều thuốc quý đối với tôi. Tôi mãn nguyện với những gì còn lại. Tôi sẽ lo hậu phương cho cậu. Cố gắng lên. Đây. Ông về nha. Anh Tuấn ơi, không ổn rồi, quá 3%. Có 3% không sao đâu. Nhưng nồng độ không được quá 15%. Mà đây đã 18% rồi. Ôi giời ơi, đã bảo không sao mà lại Tây y thì mới sợ, chứ Đông y thì em cứ yên tâm đi. Mà em không xem tivi à? Nhiều thuốc nhiễm khuẩn mấy trăm phần trăm mà bà con mình vẫn uống đều, có ai chết đâu. 3% của em chứ 30% vẫn là loại thuốc chất lượng cao đấy. Thế người ta đặt ra tiêu chuẩn để làm gì? Úi giời, thính thế, vừa nhắc đến Tây y. Alo, lại đi ăn á? Thôi, em bận rồi. Chiều cũng bận. Hay là tối vậy? Tối cũng bận. Thế này nhá, em đã quá ngán cái món cơm an toàn nước tiêu chuẩn của anh rồi. Cảm ơn nhá. Sao phũ phàng thế? Mình cũng đang đói mà chẳng có ai mời. Đàn ông sinh ra là để đi mời nhá. Thôi, em cứ ra hỏi sếp cho chắc. Bất công thật. Muộn rồi, về thôi sếp ơi. Anh Hoan, anh làm sao thế? Anh Quang ơi, anh có trà gừng không? Anh Hoan bị hạ đường huyết rồi. Không. Thế có đường uống không? Không. Anh Hoan, anh Hoan. Đây, trà đường đây rồi.
Sao thế? Chào anh ạ. Dạ, anh Hoan bị hạ đường huyết ạ. Anh Hoan ngủ gục xuống bàn. Tôi cứ tưởng anh ấy ngủ gật. Nguy hiểm quá. May mà có cô Thanh. Thanh, cô đi mua cho cậu bát phở. Vâng ạ. Thôi, tôi tự đi ăn được. Ngồi yên đấy. Ngất xỉu bây giờ. Đây rồi, anh mời em đi ăn trưa. Đã bảo bận rồi. Ở kia, đây. Bây giờ em muốn ăn gì anh cũng chiều. Cảm ơn, em có phở ở đây rồi. Em phải đi vào trong đây. Ở kia. À, chào Thanh, đi ăn trưa luôn, thằng nào đông mày mời. Cảm ơn, lần đầu tiên trong đời được anh Tuấn mời đi ăn. Em còn phải mang phở vào cho sếp đã. Hả, cái gì, lại còn bưng lên tận miệng á? Ôi giời ơi. Nè ông bạn, tôi là bạn của Thanh. Ông là Tây Y phải không? Tôi muốn mời ông đi ăn. Hả? Được. Phiền Thanh quá. Có gì đâu, nhiệm vụ của trợ lý mà. Cháu mời chú uống nước ạ. À, việc của Thanh với Tuấn đến đâu rồi? Chắc là tuần sau xong ạ. Làm nhanh lên, rồi Thanh tiếp tục về hỗ trợ cho Hoan. Tí nữa Thanh đưa Hoan về được không? Ừ, thôi, em tự đi được mà. Nhỡ cậu ngã lăn ra đường thì sao? Chúng tôi đang cần cậu. Thôi thì trước lạ sau quen. Đàn ông cả, ông giúp tôi. Khi nào ông cần, tôi giúp lại sẵn sàng. Uống đi. Bọn tôi nghe chị em đổi. Thanh có anh Tây nhìn cũng trêu phá ngang ấy thôi. Hóa ra lại là ông. Thôi, ông cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ hùn vào cho. Thảo nào dạo này Thanh khó chịu quá. Hóa ra các bác gây nhiễu. Tại vì ông không làm lễ ra mắt. Thôi yên tâm đi. Kể từ hôm nay yên tâm. Dạ. Anh, Thanh chờ anh. Ai trả tiền chỗ này? Tôi chưa bao giờ ngồi sau phụ nữ cả. Em cũng chưa bao giờ đèo đàn ông cả. Cảm ơn em về ngày hôm nay. Có gì đâu. Đi đứng kiểu gì đấy? Anh đi sai, từ trong ngõ lao ra. Sai cái gì? Mày thích cãi không? Ôi, anh Hoan ơi. Anh Hoan. Ôi, anh Công. Đợi anh ấy dậy hộ em, nhanh lên. Anh Hoan ơi. Anh có sao không? Anh Hoan. Anh Hoan. Anh Công. Anh Công. Anh Công. Anh Công. Đấy, xem người có sao không? Em gọi cấp cứu nhá. Không, đưa anh vào bệnh viện đi. Anh chỉ choáng một chút thôi. Tay anh chảy máu rồi, để em đưa anh vào viện nhá. Không, không sao đâu. Anh đưa em băng cho. Thôi, không cần đâu. Chảy nhiều máu thế kia mà lại không. Đưa tay đi cho không, em. Không. Anh làm sao thế? Tôi đã bảo không cần. Cô đừng có chạm người tôi. Em chỉ cầm máu cho anh thôi mà. Sao anh lại quát em? Tôi đã bảo không cần cơ mà. Lên xe tôi trở về nha.
Tôi xin lỗi. Alo, cho tôi một chiếc taxi. Quần áo đi đường sao lại nằm ở trên giường thế kia hả con? Thay ra mẹ giặt luôn một thể. Kệ con. Thôi chết. Con ngã đâu thế này? Có sao không hả con? Con cũng sao. Mẹ kệ con. Ê ê. Alo, làm ơn cho tôi gặp bác sĩ Nga. Bác sĩ Nga đi công tác rồi. Anh ơi nhắc lại gì không? Vâng, cảm ơn ạ. Đi đứng cho cẩn thận con ạ. Yên nào. Đi con. Xúc phạm nhân viên như thế là đủ rồi đấy. Alo. Vâng, cháu nó có nhà đấy ạ. Thủ trưởng con gọi đấy. Alo. Thanh à, Thanh cho tôi xin lỗi. Sếp có lỗi gì đâu mà xin. Công việc cần gì sếp cứ sai bảo, còn không thì thôi. Kìa Thanh, tôi không muốn đôi co nữa. Tôi muốn nhờ Thanh một việc. Con tôi đang bị sốt cao. Gọi 115 nhá. Em chưa bao giờ nuôi trẻ con.
Có việc gì thế? Tôi đang vội. Có việc gì à? Thanh. Trời nóng quá. Đồ hèn. Lấy máy này của anh mà gọi. Thôi không cần đâu. Anh đi lấy cho em cái khăn mặt ướt. Có ngay. Đây đây, khăn đây. Rồi ạ, đáy ướt đẫm thế này, cảm lạnh là phải. Sao tôi ngu thế nhỉ? Sáng nay bác nhân trông nó, bác ấy bị căn bệnh ung thư dạ dày hành hạ, phải gọi xe cấp cứu. Anh lấy cái bỉm mới đi đã. Bỉm à? Đây rồi. Đây, đây, bỉm đây. Lấy cho em chậu nước và một cái khăn sạch. Nước à? Nhanh lên. Đây rồi, đây rồi. Nước đây, nước này. Nào, bây giờ sếp đi thay bộ quần áo đấy được rồi đấy. Lấy là bao nhiêu chỗ? Nhà có thuốc hạ sốt của trẻ em không hả sếp? Nhân viên trông, để sếp đi mua.